Mùa khô 2023-2024 được dự báo sẽ rất khắc nghiệt do những tác động của El Nino. Để tăng khả năng chống chịu trong điều kiện thời tiết bất lợi này, cây cà phê sẽ cần phải được bổ sung những dưỡng chất gì ngay khi bắt đầu niên vụ mới? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 5 tháng 11 năm 2023. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.